SEO mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái quy tắc phát âm nó có tên gọi là chon ươm hòa, chon ươm hòa. Đây gọi là âm căng hóa. Khi những cái phụ âm thường nó gặp những cái bát chim như thế nào thì nó sẽ biến thành âm căng. thì khi nào đây? Mình sẽ dùng cho từ loại là động từ hoặc là tính từ nó có bát chim kết thúc bởi uh, những cái uh, âm mũi như là ni in hoặc là mi âm -um. thì trong tiếng hàn uh, âm mũi người ta gọi là pi âm -um nha các bạn pi âm -um. pi âm -um là âm mũi những cái âm mà phát ra từ uh, khoang mũi ni in hoặc là mi âm -um. rồi tiếp theo đây là động từ hoặc là tính từ thì những cái âm như là ti nè chi ít nè hoặc là kiosk. Ừ. Phía sau phụ âm đầu là ti hoặc là chi ức, hoặc là kiosk. Thì những cái âm này nè, chúng ta sẽ căng nó ra. Mình sẽ đọc thành âm căng thì nó sẽ biến thành sang ti gức, sang chi ức, Và đây là sang kiosk. Nha. Mình lấy ví dụ như là từ mang đi, mang giày, mang mang dép gì đó, mang vỡ Đây, chúng ta thấy là bát chim của nó là ni in Ni in là nó nằm ở chỗ này, này nè Vậy thì khi mà đây là nó từ loại động từ Vậy thì cái từ Cái âm tiết Ti này nè Nó sẽ sẽ biến thành Sang ti thì mình sẽ đọc căng âm nó là Xin ta Xin, ta, xin ta. Hoặc là chúng ta có cái từ như là uh, Xin với là chữ cô đi Thì mình sẽ đọc là Xin cô Không phải danh từ nha Mà đây là xin ta cộng với cái ngữ pháp và là cô Xin ta với lại cô Thì mình sẽ đọc là Xin cổ Mình sẽ chuyển cái âm ca này Thành sang kia đó các bạn Mình sẽ đọc là à, Xin Cu Xin cu Xin cu Cái này là Xin ta Xin Ta Xin ta Nha Căng nó ra Thí dụ như mình có cái từ như là Ôm ấp đi Ôm à, là Anh Ta Anh ta Anh ta Mình phát âm là Anh còn ôm và Mình sẽ đọc là Anh cổ Anh cổ Anh cổ Rồi Và quay lại cái vấn đề hôm sáng Mình có cái từ là Mơ um, đi Mơ đi Cám ghi Him Thì đó chỗ này là chữ cầm gì nhá rồi bị cảm là gì đó các bạn à, bị cảm là cảm gì colossio ở đây mình sẽ thấy câu 1 và câu 2 câu 1 cảm gì chỗ này không phải là cảm đâu nha mà là cầm tà là là gọi khi hiếm có nghĩa là mệt nhá, cực á Mở đi cầm ta tức là gọi đầu Ôi, gọi đầu cực quá à, đi cầm hiếm từ Còn đây là tôi bị bị cảm Cảm ghi Vậy thì cái cái câu số 1 á Mình sẽ phát âm như thế nào Nó nằm trong công thức động từ à, Mà phía sau đi kèm nó Thì nó sẽ biến thành âm căng Nhưng chỗ này động từ cầm là gọi nè Còn chỗ này là cảm ghi Đây là danh từ cho nên là nó đọc nhẹ Cảm ghi Cảm ghi colossal. 나 감기 걸렸어요. 그리고 머리 머리 감기 힘들어. 머리 감기 힘들어. 감기 힘들어. 머리 감기 힘들어. Đây là mình sẽ đọc thành âm căng. Cầm ki từ Nó nó khác nhà chỗ đó. Cũng là giống nhà cái chữ luôn. Nhưng mà ở trên nó lại đọc thành âm căng, còn ở đây là nó đọc âm bình thường. Mỗi đi cầm ki him từ Đó. À, thì đó là nằm trong cái quy tắc à, động từ hoặc là tính từ mà phía sau kết hợp với động từ tính từ có bắt chim là bi bium hoặc mà cộng với ức ki kiot thì những cái âm này nó sẽ thành âm căng âm căng trong tiếng hàn đó là ưm âm căng hóa nó được đọc là chon ươm hòa ưm hòa nha đó là cái quy tắc hy vọng là các bạn sẽ áp dụng được trong giao tiếp rồi, rồi, Trang thân ái cho tụi kết. tạm biệt các bạn à, Cảm ơn các bạn đã theo dõi à, bài giảng ngày hôm nay của Trang nha Thân ái chào tạm biệt các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng lần sau Anh như kia